Thưa quý vị và các bạn, sáng hôm nay tiếp một cái vị khách hàng. Và trong cái việc tiếp vị khách hàng thì tôi có đưa ra một vấn đề. Hồ sơ của vị khách hàng và tôi tạm đặt cái tên là không quản lý sử dụng đất vẫn được cấp giấy. Thưa quý vị và các bạn thì cái việc mà Ủy ban Nhân dân của cấp quận, huyện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mà không xuống kiểm tra thực địa thì rất là nhiều. Nó còn tồn tại rất là nhiều trong cái đời sống xã hội. Ví dụ như bây giờ một cái ông A này, một cái quyền sử dụng đất này có diện tích là 500 m². Tuy nhiên rằng là cấp cả bên sổ của bên nhà ông A được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mà ông B cũng vẫn được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Như vậy gọi là cấp trùng thửa đó quý vị và các bạn. Và cái hậu quả quý vị và các bạn biết rồi, hậu quả của việc cấp trùng, cấp nhầm thì rất là mệt mỏi. Ai cũng cho rằng là mình có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, mà mình có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì mình được pháp luật cho toàn quyền định đoạt, quyền mua bán, quyền chuyển nhượng, quyền tặng cho những cái quyền khác theo quy định của pháp luật. Vậy thì cả ông A và ông B, hai ông đều có giấy trên cái thửa đất này thì dẫn đến cái việc tranh chấp. Còn có một cái dạng nữa quý vị và các bạn ạ, một ông thì quản lý sử dụng đất, ông A ông quản lý sử dụng đất liên tục ngay tình ổn định, nhưng mà cái ông B này được nhà nước cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Vì sao quý vị và các bạn biết không? Trong cái quá trình mà cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì nhà nước đã không đến kiểm tra thực địa. À, cái diện tích 500 m² đất này thuộc số tờ, số thửa, tờ bản đồ hiện tại trên đất này do ai? Có thể trong cái quá trình quản lý sử dụng thì do cái bên nhà của cái ông B này nè, ông đang quản lý sử dụng và ông xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất liền kề với ông A và ông cấp luôn, dẫn đến trong trường hợp ông được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng thực tế ông không quản lý, ông không trực canh trên đất, phát sinh tranh chấp. Đây là một cái bài toán mà hôm nay trong chương trình Dân ta phải biết luật ta, tôi muốn đưa đến quý vị và các bạn một cái bài toán nan giải. Không trực tiếp quản lý sử dụng đất vẫn được cấp giấy. Thưa quý vị và các bạn thì cho tới thời điểm hiện tại thì cái quá trình hình thành và phát triển và việc cấp giấy chứng nhận quyền cấp trùng, cấp nhầm, cấp lộn thửa nó vẫn không thể nào mà đó có những cái sai sót về mặt hành chính. Tôi còn nhớ cách đây vào khoảng chừng 3 năm thì tôi có một cái vị khách hàng, tôi bảo khi mà ông đến với tôi thì sau khi kiểm tra thực địa thì tôi có nói với chú ơi, hồ sơ của chú bị cấp nhầm thửa rồi, thửa đất của chú không phải là như vậy thôi đâu. Thì ông mới khăng khăng một điều rằng không, luật sư ơi, thửa này, thửa đất này là chính xác thửa ngay chỗ này. Và trong cái quá trình tôi đã đưa ra những cái dẫn chứng rằng là ví dụ như thửa đất của chú là thửa đất ở giữa phần quyền sử dụng đất của ông số 1 và thửa đất của chú là thửa số 2 và thửa đất của người ta là thửa số 3. Tuy nhiên rằng là cái văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất đã cấp cho chú một cái thửa 84, thửa ở cái vị trí nào đó. Và sau khi thuyết phục bằng những cái cơ sở pháp lý thì chú mới đồng ý. Quý vị và các bạn biết không, đó là cũng do là một cái nhiều cái phần do lỗi chủ quan và lỗi khách quan của cái cơ quan cấp giấy. Tuy nhiên hôm nay xoay về vấn đề chính của chúng ta rằng là không quản lý sử dụng đất vẫn được cấp giấy. Đó là cái câu chuyện của vị khách hàng của tôi. Ông đến văn phòng, ông bảo với tôi rằng ông mua đất mà thuật ngữ nhà luật á, gọi là ông nhận chuyển nhượng từ năm 2001. Thì cái việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất có một cái giấy tay, trong đó cái người chủ đất đó đã bán cho ông, thôi tôi cứ sử dụng thuật ngữ bình dân là chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho ông. Và trong cái hợp đồng mua bán đó có ghi rất là rõ là cái thửa đất đó có cái mô tả có một cái phần diện tích là 100 m.
Thì kể từ ngày mà nhận chuyển nhượng từ năm 2001 thì ông đã trồng cây trên đất, quản lý sử dụng và đăng ký kê khai ở Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn. Tuy nhiên thì trong cái quá trình mà hơn 10 năm quản lý sử dụng vậy như vậy thì ông có liên hệ với Ủy ban Nhân dân để được xin cấp giấy. Thì tại cái các cơ sở họ cho rằng đất này nó nằm trong quy hoạch cho nên không có được cấp giấy. Thì vẫn yên tâm trong cái việc mà nhà nước nói mà đất quy hoạch thì không được cấp giấy, nhà ông vẫn ở, đất ông vẫn quản lý sử dụng thì không cần thiết. Và ông về nhà ông cứ yên tâm. Và ông nói với tôi là trồng trên đất thì có những cái cây dừa, những cái cây trồng cây công nghiệp, cây lâu năm. Thì mới đùng một cái thì ông lại phát hiện là cái nhà liền kề được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên cái phần đất 100m2 này. Thì ông mới đến hỏi tư vấn với luật sư rằng trong trường hợp này thì giải quyết như thế nào. Thì thưa quý vị và các bạn, bài toán mà tôi đã trả lời ông cũng như là tôi trả lời với quý vị và các bạn nó có hai vấn đề. Thứ nhất, chúng ta sẽ xem về nguồn gốc đất. Cái thứ hai là quá trình quản lý sử dụng đất. Thưa quý vị và các bạn, nguồn gốc đất thì tôi đã nói nhiều lần trong nhiều video rồi. Đất thì phải có nguồn gốc. Ví dụ hôm nay cái ông khách hàng của tôi nhận chuyển nhượng từ cái người chủ đất từ năm 2001. Tôi được chia thừa kế một cái quyền sử dụng đất bằng một cái bản án của Tòa án Nhân dân quận Bình Thạnh. Tôi chuyển nhượng bằng giấy tay từ một cái bà A mà bây giờ bà này bà đã chết rồi, từ năm 1995. Tôi khai hoang sau năm 1975 thì 76 về tôi khai hoang trên cái phần đất đó. Tôi quản lý sử dụng đất ổn định, ngay tình và không tranh chấp. Sau đó thì tôi đã đăng ký kê khai qua các thời kỳ và tôi được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Các bạn ạ, đất có rất là nhiều. Chúng ta phải liệt kê được nguồn gốc đất do chúng ta được thừa kế, do chúng ta khẩn hoang, do chúng ta phục hóa, do chúng ta nhận chuyển nhượng, do chúng ta được thừa kế, do chúng ta mua nè, do chúng ta có rất là nhiều cái nguồn gốc đất. Và chắc chắn những cái nguồn gốc đất này phải gọi là có thật. Có thể rằng trong cái việc khai hoang này không có cái giấy tờ, tuy nhiên rằng trong cái hồ sơ địa chính có cái quá trình đăng ký kê khai quản lý sử dụng đất qua các thời kỳ. Nếu tôi mua bán, nếu tôi nhận chuyển nhượng thì có một cái giấy tờ nhỏ nhỏ cho rằng là việc chuyển nhượng này từ ông A. Và chuyển nhượng từ thời điểm nào, quý vị và các bạn ạ? Từ thời điểm nào? Có thể là chúng ta nhận chuyển nhượng từ năm 1982 và bây giờ người đó đã bỏ đi đâu mất tiêu rồi. Và chúng ta nhận chuyển nhượng từ năm 95 bằng một cái giấy tay mà bây giờ chúng ta sẽ yêu cầu những cái người đó mất rồi thì chúng ta sẽ yêu cầu người con của họ tái xác nhận lại. Tôi cũng có một cái hồ sơ như vậy đó. Thì ông A này ông bán quyền sử dụng đất cho khách hàng tôi năm 1982. Thì khi mà bán thì tại thời điểm đó đất chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hai bên xác lập bằng cái giấy tay. Tuy nhiên thì tại thời điểm tranh chấp thừa kế, quý vị và các bạn ạ, tranh chấp thừa kế thì tại thời điểm tranh chấp thì ông A ổng lại đến với những người con và ổng nói rằng là trước đây ba tôi có bán cho người này một cái quyền sử dụng đất, đó là cái giấy tái xác nhận lại. Chúng ta qua vấn đề thứ nhất, đó là vấn đề là đất phải có nguồn gốc. Vấn đề thứ hai tôi muốn nói với quý vị và các bạn, đó là quá trình quản lý sử dụng đất. Tôi cho rằng trong rất là nhiều những cái hồ sơ mà tòa án thụ lý giải quyết thì tòa án căn cứ vào ai là người trực canh trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, ai là người trực tiếp quản lý giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là có một cái cơ sở pháp lý. Thế tại sao ngần ấy năm
họ nhận chuyển nhượng mà họ lại không quản lý sử dụng đất. Chúng ta phải đưa một cái bài toán rằng cái ông mà được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất này, ổng có trực tiếp quản lý sử dụng đất không, mà sử dụng quản lý từ thời điểm nào. Đặt giả sử cả hai bên, cái ông được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và ông vị khách hàng của tôi đang trực canh quản lý sử dụng đất, cả hai ông đều đưa ra nguồn gốc đất là quá trình nhận chuyển nhượng từ người chủ cũ. Tuy nhiên rằng ông khách hàng của tôi có một cái lợi thế hơn, rằng ông có cái gì quý vị và các bạn biết không, trực canh trên đất. Ông bảo với tôi rằng ông kể từ khi nhận chuyển nhượng năm 2001, ông đã quản lý sử dụng trồng cây lâu năm trên đất và không có bất cứ cái ý kiến nào từ cái ông chuyển nhượng, từ cái ông bán, từ những người con của anh bán, và không có những cái tranh chấp nào khác từ người thứ ba. Vậy thì ông là người chính danh, ông nhận chuyển nhượng bằng hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quản lý sử dụng đất ngay tình ổn định, tuân theo quy định của pháp luật. Thưa quý vị và các bạn, thông qua những cái video này, tôi muốn nói quý vị và các bạn rằng nếu quý vị và các bạn đi khởi kiện ở tòa án thì quý vị và các bạn phải nắm được những cái cơ sở pháp lý. Cơ sở pháp lý là gì? Cơ sở pháp lý là những cái gì mà pháp luật quy định, những cái nguồn chứng cứ về nguồn gốc đất có hay không, cái quá trình chuyển nhượng cho nhau có hay không, cái quá trình thừa kế của nhau có hay không, cái quá trình khẩn hoan phục hóa. Xác định được nguồn gốc đất và kể từ khi giao điểm, giao thời giữa hai cái nhận chuyển nhượng từ bản án, thì cái người mà nhận chuyển nhượng, cái người thừa kế, cái người mà chiếm hữu ngay tình đó, họ đã trực tiếp quản lý sử dụng cái quyền sử dụng đất này hay chưa? Nếu trong trường hợp họ vẫn là người sử dụng kể từ cái mốc thời gian chuyển quyền đó, kể từ mốc thời gian mua bán, kể từ mốc thời gian chuyển nhượng, họ quản lý sử dụng trực tiếp, thì rõ ràng họ có cơ sở để tòa án chấp nhận, công nhận quyền sử dụng đất này là của họ. Thưa quý vị và các bạn, với mong ước, và hiện tại cho đến thời điểm tại đã hơn 500 video ở trên mạng trong cái chương trình Dân Ta Phải Biết Luật Ta, thì với tư cách cá nhân thì đây là một cái sự cố gắng hết sức mình. Hằng ngày tôi vẫn tiếp hai khách trong chương trình Dân Ta Phải Biết Luật Ta, để hy vọng rằng kiến thức của tôi đưa cho quý vị và các bạn, để quý vị và các bạn ứng dụng trong những trường hợp thực tế. Có thể quý vị và các bạn không điện thoại được cho tôi thông qua cái trực tiếp, tuy nhiên thông qua những cái câu chuyện kể, thông qua những cái video có thật từ chương trình Dân Ta Phải Biết Luật Ta, và quý vị và các bạn vận dụng, ứng dụng nó trong trường hợp thực tế của mình. Còn nếu như trong trường hợp quý vị có duyên thì quý vị sẽ gặp được luật sư thông qua số điện thoại. Tôi vẫn tha thiết mong mỏi đem cái kiến thức cho mọi người. Tuy nhiên rằng là một số anh chị em vẫn hỏi với tôi rằng là tại sao luật sư không cho số điện thoại. Vì thưa quý vị và các bạn, tôi đã bị cảm trong một cái thời gian tương đối cũng dài, là hơn 7 ngày, cho nên cái sức khỏe nó cũng chưa hồi phục. Và lại tôi cũng muốn mình giữ một cái sức khỏe để mang một cái thông điệp Dân Ta Phải Biết Luật Ta dài hơn, rộng hơn. Chứ nếu sức khỏe không có đảm bảo thì cái việc mình mang thông điệp về lâu về dài nó sẽ khó đảm bảo. Nếu quý vị và các bạn yêu mến chương trình Dân Ta Phải Biết Luật Ta thì hãy để lại comment, hãy để những cái điều mà quý vị trăn trở, những cái điều mà quý vị quý mến nhất, để luật sư Thu thông qua cái nhận xét này
thông qua cái câu hỏi của quý vị và các bạn thì luật sư Thu sẽ trả lời và mã hóa những cái thông tin để cho tất cả đại bộ phận, tất cả mọi người dân Việt Nam. Tôi hy vọng chương trình sẽ có tính lan tỏa đến từng gia đình của quý vị và các bạn. Không có một cái tư tưởng rằng sẽ nồi da sáo thịt cho anh chị em. Nếu quý vị và các bạn thấy cái quyền và lợi ích hợp pháp của mình bị xâm hại, và như cái vị khách hàng của tôi bảo rằng là sau khi thấy được cái chương trình Dân Ta Phải Biết Luật Ta, tôi đã coi những video của luật sư Thu đến 4 giờ sáng, và sáng nay tôi đã lên gặp luật sư với cái mong mỏi đó, và tôi rất là cảm động. Tôi cố gắng giữ gìn sức khỏe để còn có thể song hành với quý vị và các bạn trong chương trình Dân Ta Phải Biết Luật Ta. Tôi xin trân trọng cảm ơn.